Để thực hiện việc xử lý rác thải có hiệu quả, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã thông qua Nghị quyết 236 hỗ trợ xử lý rác thải cho huyện Như Thanh và Yên Định. Mặc dù đã được triển khai thực hiện, nhưng đến nay nhiều vướng mắc liên quan đến chính sách hỗ trợ vẫn chưa được giải quyết, khiến cho việc xử lý rác thải gặp nhiều khó khăn. Công ty cổ phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp Thành Tâm là đơn vị được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép cho đầu tư xây dựng hai lò đốt rác tại huyện Như Thanh và Yên Định. Lò đốt rác tại huyện Như Thanh được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành năm 2017, hiện đang xử lý rác cho 11 xã thị trấn trên địa bàn huyện với công suất đốt khoảng 30 tấn một ngày. Mặc dù lượng rác luôn được xử lý liên tục, nhưng đến nay huyện Như Thanh mới giải ngân được 20% nguồn hỗ trợ của huyện, còn 80% nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh vẫn chưa được giải quyết. Việc hỗ trợ kinh phí đối với công nghệ xử lý đốt này thì đang gặp khó khăn vướng mắc. Hiện nay thì huyện Như Thanh đã báo cáo tỉnh và thực hiện kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh. Huyện Như Thanh hiện nay đang phối hợp với Sở Tài chính và Sở Tài nguyên Môi trường để hoàn thiện cái hồ sơ để được tỉnh hỗ trợ kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt theo cái nghị quyết 236 của Hội đồng Nhân tỉnh. Tại huyện Yên Định, lò đốt rác thải sinh hoạt được đầu tư và đưa vào hoạt động từ năm 2019 với khối lượng rác được xử lý khoảng 43 tấn một ngày. Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Định mới giải ngân được nguồn vốn hỗ trợ xử lý rác của huyện trong quý 1 và đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh. Ủy ban huyện cũng đã chỉ đạo rồi là yêu cầu công ty là đầu tư thêm các cái thiết bị máy móc để làm sao cho cái công tác xử lý đạt được tốt nhất. Trong thời gian qua đang có một số các cái khó khăn vướng mắc trong cái công tác hỗ trợ trợ đối với phần kinh phí này, thì Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã phối hợp cùng với các sở ban ngành và công ty cũng đã có các cái giải pháp, biện pháp để giải quyết đối với cái vấn đề này. Việc công ty cổ phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp Thành Tâm đầu tư xây dựng và vận hành lò đốt rác tại hai huyện Như Thanh và Yên Định đã giải quyết được tình trạng tồn đọng rác thải sinh hoạt và ô nhiễm môi trường tại hai địa phương. Tuy nhiên hiện nay, công ty vẫn chưa được giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai tại các lò đốt rác, chưa được cấp phép môi trường nên việc thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị quyết số 236 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vẫn gặp nhiều khó khăn. Cái phần xử lý thì công ty đã cố gắng xử lý không còn rác thải tồn động và cũng không gây ô nhiễm môi trường. Nhưng mà về phía kinh phí thì công ty từ tháng 1 hôm nay là đến tháng 8 nhưng mà cái kinh phí để xử lý đang còn gặp nhiều khó khăn. Về phía công ty cũng đề nghị sở ban ngành cùng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện và công ty để hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để sớm cấp cái kinh phí về xử lý môi trường để cho công tác bảo vệ môi trường được tốt nhất. Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các ngành và các địa phương có liên quan nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định.